cháo lòng 30k, mãi vô mãi vô. Ở đây là mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8, địa chỉ là 653, quý vị, 653. Gần ngã ba công an tỉnh Bình Dương. Rồi khám phá bánh cháo lòng 30k. Cái điều mà mình thích nhất ở cái quán cháo lòng này là sạch sẽ. Vậy đấy nè, sạch sẽ. Ưng ý cái sạch sẽ. Thì chúng ta ăn cháo lòng thì nhiều người người ta sợ là không sạch sẽ, nhưng mà ở đây rất là vệ sinh an toàn thực phẩm nha. Ẩm thực Bình Dương mình giới thiệu toàn là món ngon không á. Đó, hôm nay rất vui được trở lại với chị là bánh cháo lòng sạch sẽ nhất Bình Dương 30k. Nhìn cái dĩa lòng của chị là thấy ngon rồi. Đây. Rồi cho em 4 tô cháo lòng nha chị. Rồi. Cho dĩa lòng riêng đi vậy chị. Đó, dĩa lòng riêng 4 người đi ha. Cho xem nó hấp dẫn như thế nào. Đó, ở đây cháu lòng mình sẽ trải nghiệm một chút xíu. Và giới thiệu bên đây có nước gì nữa vậy? Sâm bổ lượng nè. Nha đam nè, nhũ rơm nè. Nhũ trơm nè, mũ trơm. Ha. Nè, đặc biệt là mũ trơm nè. Lấy từ nhựa cây trơm ra, ăn rất uống rất ngon, rất mát. Mũ trơm chỉ 7.000 thôi. Rồi chúng ta kiên nhẫn chút xíu, cùng nhau khám phá cháo lòng 30k. Rồi rất cảm ơn quý vị và các bạn ủng hộ kênh suốt thời gian qua. Rồi cháo lòng, cháo không có một dĩa, có dĩa lòng. Vậy có xả, ăn xả này có gừng nữa nè. Mình cứ bỏ xả gừng vô. Xả gừng, gừng nữa. Mấy ông này rối quá. Gừng nữa đó, bỏ gừng vô. Ăn phải cho đúng bài. Có gừng nữa nha. Tiêu nữa. Tiêu ớt đồ vô. Ăn gì bỏ vô? Rồi bỏ một dĩa lòng nữa. Đang chờ một dĩa lòng. Chung cái điều mình chấm nhất ở đây là cháo rất là sạch sẽ. Không cái gì cũng ngon, mà cái điều sạch sẽ là nó quan trọng. Bây giờ cũng chờ một cái dĩa lòng lên nè. Chờ dĩa lòng lên. Rồi. Lòng. Rồi, lòng. Đi đâu là tivi đó. Cho thêm một tô cháo không đi chị. Dự phòng ở giữa. Không có đâu. Kệ nó, cho anh tô cháo không đi. Dự phòng. Nè, mình thử nè. Cái này dồi nè. Cái này gan nè. Lòng nè. Cháo tiết đó bé. Ừ, đấy đấy đấy. Rồi mình khoái ăn cái này nhất nè, cái này là mình khoái ăn nhất nè. Đây là cái gì không? Cuốn họng giòn. Đúng đó. Cảm ơn người đó, rất tuyệt vời. Buổi chiều mưa mà được món này nữa thôi tuyệt vời.